Cuộc sống bận rộn cùng môi trường ô nhiễm khiến phụ nữ thường gặp những bệnh phụ khoa như da khí hư, nấm ngứa và nhức mỏi lưng, lạnh mông. Vùng xương chậu gắn liền với tử cung khi bị lạnh sẽ dẫn đến các vấn đề viêm nhiễm, kinh nguyệt, kéo theo cảm lạnh, dễ bị đau nhức, sức khỏe yếu. Là phụ nữ, rất cần giữ gìn vùng mông cũng như vùng kín để có thể khỏe mạnh cả về thể chất lẫn sinh lý. Như một món quà dành tặng cho phái đẹp, hợp tác xã thuốc nam họ Lý Ba Vì mang đến bài thuốc ngâm mông mẻ kiều cổ truyền của người Dao, vừa có tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe, vừa làm đẹp cho cơ thể. Với các thành phần thảo dược tự nhiên phù hợp với phụ nữ Á Đông như ích mẫu, xài hổ, rễ vàng liên, thảo mộc ngâm mông mẻ kiều giúp chị em giữ ấm vùng mông, làm khí huyết lưu thông đều, tạo hương thơm dịu nhẹ cho vùng kín thoáng sạch và se khít hơn, điều hòa kinh nguyệt. Ngâm mông mẻ kiều, liệu pháp hồi xuân tam giác mật.